Ukraine Nga tấn công tên lửa vào trung tâm thành phố Kramatorsk làm thiệt mạng ít nhất 4 người. Có thông tin cảnh sát Nga bắt giữ 4 chỉ huy của lực lượng Wagner ở Syria. Mỹ nhắm mục tiêu vào vàng của Wagner ở Châu Phi. Các nhà lãnh đạo NATO lo ngại rủi ro an ninh từ việc Wagner chuyển đến Belarus. Cuộc nổi loạn ở Nga của Wagner mang đến cho Ukraine một cơ hội duy nhất anh, hàng triệu người bị đẩy đến bờ vực mất khả năng thanh toán. Quý vị đang theo dõi mục tin quốc tế ngày 28 tháng 6 của DKN. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, CNN đưa tin, theo các quan chức Ukraine, các tên lửa của Nga đã tấn công trung tâm đông đúc của thành phố Kramatorsk, phía đông Ukraine, và một ngôi làng gần đó hôm thứ Ba, giết chết ít nhất 4 người và làm bị thương hàng chục người. Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết có một cô gái 17 tuổi trong số những người thiệt mạng và một em bé 8 tháng tuổi trong số 42 người bị thương. Vụ tấn công nhanh chóng làm dấy lên cáo buộc rằng các lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào dân thường. Tuyên bố của Tổng Công tố nêu rõ, tâm trấn của vụ nổ khiến các tòa nhà trung cư, cơ sở thương mại, ô tô, bưu điện và các tòa nhà khác, trong đó các cửa sổ, kính và cửa ra vào bị thổi bay. Một chân chứng tại hiện trường mô tả với CNN rằng, có tới hàng chục người được kéo ra khỏi đống đổ nát, không rõ những người này còn sống hay đã chết. Một binh sĩ Ukraine hỗ trợ các lực lượng cứu hộ cũng nói với CNN rằng, khi tên lửa tấn công đã có một bữa tiệc cho 45 người tại một trong những nhà hàng ở khu vực trung tâm. Ông Pablo Kirilenko, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Donetsk, cho biết trên kênh truyền hình nhà nước Ukraine rằng vụ tấn công xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút tối giờ địa phương. Theo ông Andriy Yakmak, cố vấn của văn phòng Tổng thống Zelensky, một tên lửa thứ hai cũng tấn công ngôi làng Bilenko gần đó. Vụ tấn công tên lửa diễn ra trong thời điểm có khả năng mang tính then chốt của cuộc chiến Ukraine. Khi bộ máy an ninh Nga tính đến hậu quả liên tiếp từ cuộc đổi dậy ngắn ngủi của nhóm lính đánh thuê Wagner, đặc biệt là khi cuộc phản công của Kyiv được đẩy mạnh. Tổng thống Ukraine gọi cuộc tấn công vào Kramatorsk là biểu hiện của khủng bố. Trong bài phát biểu hàng đêm hôm thứ Ba, ông cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden về gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine trị giá lên tới 500 triệu USD. chuyển sang một diễn biến đáng chú ý khác. Theo trang tin Gazeta.ua, cảnh sát quân sự Nga đã bắt giữ người đứng đầu chi nhánh công ty quân sự tư nhân Wagner ở phía nam Syria. Trang tin này cũng dẫn tin từ kênh truyền hình al của Ả Rập Xê Út cho biết ba chỉ huy cấp cao khác của Wagner đã bị giam giữ tại căn cứ không quân Khomeymim. Cảnh sát cũng đã đến văn phòng của công ty quân sự này ở Deir ez-Zor, Hama và Damascus của Syria. Trong khi đó, các phương tiện thông tin đại chúng Nga lại viết rằng các kênh Telegram liên kết với Wagner phủ nhận thông tin này và nhấn mạnh không có vụ bắt giữ nào xảy ra. Theo Gazeta, các chiến binh của Wagner đã đến Syria vào tháng 9 năm 2015 cho đến đầu năm 2016. Họ gần như không tham gia chiến sự. Rốt cuộc, họ đã tham gia vào các trận chiến giành Pamida. Về tình hình của lực lượng Wagner, ABC Ukraine trích dẫn CNN cho biết. Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine tin rằng, sau nỗ lực bất thành của người sáng lập Yevgeny Prigozhin nhằm tổ chức một cuộc đảo chính ở Nga vào tuần trước, quân đội Wagner của Nga dự kiến sẽ trải qua một quá trình chuyển đổi và nó sẽ không còn tồn tại như ở thời điểm trước cuộc bình biến. Đồng thời, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine nói thêm rằng, ông không có ý kiến gì về số phận tiếp theo của đội lính đánh thuê Nga, bởi vì ông còn đang bận tâm về những gì đang xảy ra ở Ukraine. Kính thưa quý vị, ngày 27 tháng 6, Mỹ áp các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế các hoạt động khai thác vàng ở lục địa đen để cung cấp tài chính cho tập đoàn Wagner, lực lượng đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Theo Bộ Tài chính Mỹ, các công ty bị trừng phạt như Midas Resources, công ty điều hành các mỏ ở Cộng hòa Trung Phi và Danville một công ty thu mua vàng và kim cương, đều do ông trùm Wagner Jaceny Pregosin kiểm soát. Ngoài ra, công ty Industrial Resources General Trading có trụ sở tại Dubai cũng bị cho vào danh sách đen vì xử lý tài chính cho các giao dịch của ông trùm Wagner ở Danville. Hãng tin AFP dẫn tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các nguồn doanh thu của tập đoàn Wagner để làm giảm sự bành trướng và bạo lực của họ ở châu Phi, Ukraine và bất kỳ nơi nào khác. Cũng trong một thông tin khác, các nhà lãnh đạo NATO lo ngại rủi ro an ninh từ việc Wagner chuyển đến Belarus. Thưa quý vị, theo tờ Newsweek, ít nhất hai nhà lãnh đạo từ các quốc gia NATO và một bộ trưởng ngoại giao đã công khai thừa nhận lo ngại về kế hoạch lực lượng Wagner chuyển đến Belarus mới đây đó là các quan chức đại diện cho Ba Lan, Latvia và Litva, ba quốc gia có chung đường biên giới với Belarus. Tin tức về một số thành viên của lực lượng Wagner được khai triển tới Belarus sau cuộc nổi dậy chống lại Nga bất thành vào cuối tuần qua. Cuộc binh biến ngắn ngủi kết thúc sau khi hòa bình được dàn xếp theo thỏa thuận rằng các cáo buộc của Điện Kremlin sẽ được bãi bỏ đối với Perigozin nếu ông ta đồng ý sống lưu vong ở Belarus. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Ba đã thông báo rằng ông trùm Prigozhin đã đến Belarus, nơi ông dự kiến sẽ thành lập một căn cứ Wagner mới. Tổng thống Ba Lan Andrei Duda cho biết, việc di rời trên thực tế các lực lượng của Nga, tập đoàn Wagner tới Belarus cùng với người đứng đầu Yakeni Prigozhin đang được tiến hành. Đây là những tín hiệu rất tiêu cực đối với chúng tôi. Ponsat News được tin rằng, ông Duda cũng nói về việc củng cố lực lượng an ninh ở sườn phía đông của NATO, đặc biệt là Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic do động thái của Wagner. Ông cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo NATO giải quyết tình hình. Theo Reuters, Tổng thống Litva Zitanat Nausi cũng đưa ra bình luận tương tự sau cuộc gặp ở Zahogu với sáu đồng minh NATO. Ông Nausi nói, nếu Wagner khai triển những kẻ giết người hàng loạt của mình ở Belarus, tất cả các nước láng giềng sẽ phải đối mặt với nguy cơ bất ổn, thậm chí còn lớn hơn. Những bình luận của ông Nausi đã bổ sung cho những nhận xét mà ông đưa ra vào Chủ nhật sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Nhà nước ở Vilnius, Litva, thành phố đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 11-12 tháng 7. Ông Nossi nói với các phóng viên hôm Chủ nhật, nếu Prigozhin hoặc một phần của nhóm Wagner kết thúc ở Belarus với những kế hoạch và ý định không rõ ràng, điều đó chỉ có nghĩa là chúng ta cần tăng cường hơn nữa an ninh ở biên giới phía đông của chúng ta. Ông nói thêm, tôi không chỉ nói về Litva ở đây, mà chắc chắn là toàn bộ NATO. Ngoại trường Latvia Edgar Rinkevich cũng bình luận về nhóm lính đánh thuê được thành lập ở Belarus. Rinkevich cho biết sau một cuộc họp ở Paris rằng Động thái này cần được đánh giá từ một quan điểm an ninh khác. Chúng tôi đã thấy năng lực của những người lính đánh thuê đó. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg, đã cố gắng giảm thiểu phần nào mối lo ngại và kêu gọi các nhà lãnh đạo thực hiện cách tiếp cận chờ xem. Ông Stoltenberg cho biết hôm thứ Ba, Chúng tôi đã gửi một thông điệp rõ ràng tới Moscow và Minsk rằng NATO ở đó để bảo vệ mọi đồng minh, từng in lãnh thổ của NATO. Ông nói thêm, chúng tôi đã tăng cường sự hiện diện quân sự ở phía đông của Liên minh và chúng tôi sẽ đưa ra các quyết định tiếp theo để tăng cường hơn nữa phòng thủ tập thể với các lực lượng sẵn sàng tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Newick đã liên hệ với văn phòng của ông Lukashenko qua email để cập nhật bình luận. Kính thưa quý vị, liên quan đến cuộc binh biến ngắn ngủi của Wagner, Newsweek cũng đưa tin rằng các nhà lãnh đạo Ukraine có thể nhận thấy lực lượng quân sự của họ sẽ thu được lợi ích từ sự hỗn loạn của Moscow. Dù vụ việc được giải quyết nhanh chóng, song những người chỉ trích Điện Kremlin cho rằng Wagner đã vạch trần những điểm yếu chí mạng trong khả năng lãnh đạo của Tổng thống Nga Putin. Kể từ cuộc nổi dậy ở Moscow hồi cuối tuần qua, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ca ngợi những thành công mới trên chiến trường trong cuộc phản công chống lại quân đội của Putin. Hôm thứ Hai, ông tuyên bố các lực lượng của ông đã tiến vào tất cả các khu vực mà họ tham gia trong các chiến dịch. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Ba cho biết Ukraine có khả năng đã chiếm lại vùng đất gần làng Krasnohorivka. Việc này sẽ đánh dấu một trong những vùng đất đầu tiên được Ukraine giành lại từ Nga kể từ khi bị chiếm đóng vào năm 2014. Một số nhà phân tích cho rằng Ukraine có thể tiếp tục lợi dụng tình hình tồi tệ của Putin. Ông Guy Macado, quản lý biên tập của báo cáo về lực lượng hoạt động đặc biệt (SOPREP), nói với Newsweek rằng: "Ukraine đã đạt được những thành tiệu có thể là nhờ sự vô tổ chức ngày càng nhiều trong quân đội Nga." Macado nói: "Cuộc đổi dậy mang lại cho Ukraine một sự thúc đẩy lớn về mặt chiến lược và tâm lý. Nó giống như việc bạn là một võ sĩ quyền anh và đối thủ của bạn đang vật lộn trên dây." đã đến lúc bước vào vòng loại trực tiếp. Điều này chắc chắn khiến quân đội Nga cực kỳ mất tinh thần khi họ chứng kiến nhà lãnh đạo của mình bị biến thành trò hề trên trường quốc tế. Còn ông David Silby, phó giáo sư lịch sử tại Đại học Cornell ở Washington đã lưu ý rằng các chỉ huy Nga sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn quân đội của họ. Nghe tin về cuộc nổi dậy của Prigozhin cũng như biến vụ việc thành sự phản bội đã được xử lý nhanh chóng. Siby lưu ý rằng, lực lượng Ukraine có thể hưởng lợi từ việc không có sự hiện diện thống trị của Wagner trên chiến trường. Ông nói, việc giải thể Wagner mang lại cho người Ukraine một chút lợi thế, mặc dù điều đó phụ thuộc vào những gì xảy ra với quân Wagner. Nếu họ được sắp nhập vào quân đội Nga, thì tác động có lẽ là rất nhỏ, nếu không thì nó sẽ có ý nghĩa hơn nhiều. Mặt khác, ông cũng cho rằng, cuộc đổi loạn là một dấu hiệu cho thấy giới tinh hoa Nga đang bắt đầu dao động và điều đó cũng tăng thêm một điểm cộng nữa cho quân đội của ông Zelensky. Cuối cùng là diễn biến đáng lo ngại từ thị trường tài chính Anh. Theo các chuyên gia tài chính nước này vừa cảnh báo về một thảm họa thế chấp khi hàng triệu người bị đẩy đến bờ vực mất khả năng thanh toán. Theo nhật báo Telegraph, dự kiến Anh có đợt giảm giá nhà nhiều nhất khi lãi suất chính thức tăng, tạo thành giao cản cho thị trường thế chấp theo dự báo của công ty dự đoán và phân tích kinh tế toàn cầu Oxford Economics. Mức sụt giảm giá nhà dự báo lên đến 11% so với mức đỉnh năm 2022 và sẽ tiếp tục giảm cho đến nửa cuối năm 2025. Áp lực lạm phát kéo dài Lạm phát vẫn không thay đổi ở mức 8,7% trong tháng 5, dự báo việc tăng lương sẽ thúc đẩy lãi suất tăng cao. Theo văn phòng thống kê quốc gia Anh, tiền lương đã tăng 7,2% trong năm qua cho phép người tiêu dùng tăng sức mua nhưng lại dẫn đến việc tăng giá hàng hóa. Trong khi đó, lãi suất ngân hàng có khả năng lập đỉnh mới và duy trì mức đỉnh này lâu hơn. Kết quả tỷ lệ đối với các khoản thế chấp có kỳ hạn và cố định đều tăng vọt. Max Mosley, một nhà kinh tế tại Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Quốc gia Anh cho biết, lạm bắt kéo dài cũng ăn mòn số tiền các hộ gia đình chi cho tài sản, gây áp lực giảm giá nhà trong thời gian dài. Ông Richard Donnell, giám đốc điều hành trong web bất động sản, Chopala nói. Trong bối cảnh thu nhập kém, thế hệ trẻ hiện nay có xu hướng sống cùng cha mẹ, không tách riêng độc lập như trước. 30% hộ gia đình sẽ vỡ nợ. Trong khi đó, trang tin CNBC thông báo, Viện nghiên cứu kinh tế và xã hội quốc gia ước tính đợt tăng lãi suất gần đây nhất sẽ khiến 1,2 triệu hộ gia đình ở Anh, tương đương 4% hộ gia đình trên toàn quốc, cạn kiệt tiền tiết kiệm vào cuối năm nay do phải trả nợ thế chấp cao hơn. Theo nghiên cứu, tỷ lệ hộ gia đình đang thế chấp nhà sẽ vỡ nợ lên đến gần 30%, khoảng 7,8 triệu hộ. Tác động lớn nhất sẽ xảy ra ở xứ Wales và vùng Đông Bắc nước Anh. Nhà nghiên cứu Max Mosley giải thích thêm, việc tăng lãi suất lên 5% sẽ đẩy hàng triệu hộ gia đình có các khoản thế chấp đến bờ vực, mất khả năng thanh toán. Bản tin quốc tế của DKN đến đây là kết thúc. Kính thưa quý vị, nếu quý vị thấy hài lòng với các bản tin của chúng tôi, kính mời quý vị bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được những thông báo với những bản tin cập nhật mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.